Không khí náo nhiệt ở chợ hoa thành phố Côn Minh, một trong những chợ đầu mối chuyên về hoa tươi lớn nhất ở Tây Nam Trung Quốc. Bên cạnh các tiểu thương và lái buôn thì khu chợ có sự xuất hiện của ngày càng nhiều những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, tới đây phát sóng trực tiếp hay còn gọi là livestream để mời gọi khách hàng mua hoa. Xin chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Vào những ngày thuận lợi, chị Cici có thể bán được hơn 23.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 500 triệu đồng tiền hoa chỉ trong 3 tiếng livestream. Chị nhận được 10% tiền hoa hồng khi chốt đơn hàng. Công việc của tôi giống như đi mua hoa hộ những người xem livestream của mình vậy. Ở một góc khác của khu chợ, chị Kai cũng là một trong những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Chị có hợp đồng livestream 8 tiếng mỗi ngày cho cửa hàng hoa này. Tôi rất yêu hoa, tôi có thể nói về hoa cả ngày. Với tôi, được làm công việc này là một điều may mắn. Ngành công nghiệp liên quan đến hoa, cây cảnh và hoạt động làm vườn tại Trung Quốc có trị giá lên tới 25 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế ngày càng khá giả hơn, nhu cầu mua hoa tươi của người dân thành thị Trung Quốc cũng tăng lên. Mức độ tiêu dùng hoa tươi trung bình của người tiêu dùng Trung Quốc vẫn thấp hơn so với các nước có thu nhập tương đương. Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng ngành kinh doanh hoa tại Trung Quốc vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển. Đối với hoa tươi, kênh online đã chiếm hơn nửa doanh thu và trở thành kênh bán hàng chiếm ưu thế. Chính vì vậy, những người livestream như chị Kai hay chị Cici ngày càng được săn đón.